chị ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình em vẫn trao về anh. Từ trong tim em vẫn mong chờ, rồi mai đây anh sẽ quay trở về. Hay quá. Dạ, buổi tối ngày hôm nay đầu tuần rồi, cho phép Sa Băng và Nhật Lệ gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và chúc anh chị có một ngày đầu tuần cũng như là nguyên một tuần phía sau tràn đầy năng lượng và niềm vui hạnh phúc nha. Đúng rồi anh chị ơi, vào live với chúng em cho vui nhá anh chị. Chị Tân ơi, cứ để số điện thoại lại tí xíu, tụi em sẽ tư vấn cho chị gái nha. Giờ chia tay nhau đã đến, còi to thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi bên, chầm chầm khuất xa dần xa. Đã đưa anh đi người ơi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa màn đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thân máu, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi mà anh đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình em vẫn trao về anh. Từ trong cảm ơn anh chị nhiều. À, ok chị Hoa Cỏ Vân nhé. Dạ tay chị Hoa Lê rồi anh chị ơi, chị Thanh Hà nữa này. Cho một tràng pháo tay đúng không chị ơi? Hai công chúa xinh quá. Cảm ơn chị Thu Trang này. Ok chị Vân Trần, anh Huy Dương, cảm ơn anh chị. Chị Bùi Mai, em cảm ơn chị. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi đến, chầm chầm khuất xa dần xa. Đã đưa anh đi người ơi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa màn đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thân máu, giờ ta biết đi về đâu. Đủ hôn yêu thương còn ấm môi mà anh đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về anh. Từ trong tim em vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Thời gian trôi qua thân máu, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi mà anh đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em. Từ trong chào chị Lê Thu Hòa, chị Trần Trà Giang Khánh An. Ok chào chị gái nhé. Mộng Hoa Sim hả? Chào chị Hoa Nguyễn. Ok hôm nay có cái váy nó hơi bánh bèo một tí. Cảm ơn chị Hải Yến là chị để tóc hoa sau thì nó hơi sexy tí chị ơi. Cảm ơn chị Triệu Thu Hường. Ok anh chị, em chào anh chị ạ. Lên luôn đi chị. Hello chị Thu Trang. Bài hát tiếp theo là bài gì ạ? Cô đơn trên sofa đi em. Ok anh Duy Lê, chị Đặng Lan, cậu cô chú anh chị chúng ta yêu thích bài gì nữa anh chị cứ lên comment nhé anh chị nhé. Chào chị Dầu Ngọc. À, đúng rồi anh chị cứ lên cho chúng em xin bài hát đi. Chị Dầu này, chị Đào Phùng này, chị Trần The này, chị Hoa Nguyễn cô gái vót trông này, chị Thúy Thanh, chị Phạm Hương lên luôn. Đúng rồi anh chị, hôm nay thì thứ mấy nhỉ anh chị? Thứ ba hả anh chị? À thứ hai chứ. Hôm nay mới là ngày đầu tuần, vậy thì tất nhiên là một là chúng em năng lượng với các anh chị đã và cũng muốn anh chị năng lượng và truyền cho chúng em những lượt bình luận. À, hôm nay chị Hương bảo là hôm nay có cái váy xinh thế, em cảm ơn chị thỉnh thoảng cho em bánh bèo một tí nha. Hôm nay có một bài hát cũng khá là hay, ví dụ các anh chị đang yêu cầu là bài gì đi ạ, gặp nhau giữa rừng mơ hoặc là
Luật đời, cô đơn trên sofa, rất nhiều bài hát hay, thì anh chị cứ lấy nhạc đi. Chúng em sẽ lựa chọn cho anh chị những bài hát nào mà các anh chị muốn nghe nhất. Và bài luật đời em nghĩ là cũng hình như cũng khá lâu rồi mình không hát. Và cũng có vài các anh chị bình luận mà đôi khi chúng em bị quên, thì tối nay chúng em hát bù cho anh chị vào đầu like để anh chị được nghe nhá. Các anh chị yêu ơi. Woo! Cảm ơn chị Vy Tường, hát hay quá, hát luôn đỉnh cao. Cảm ơn Hà Văn Mạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành lời khen cho hai chị em trong buổi tối ngày hôm nay nhé, chị Phương Nguyễn nè. Còn cô chú nào anh chị chúng ta thích nghe bài hát gì anh chị cứ mạnh dạn comment lên nhé anh chị nhá. Ok, chị Tô Trâm. Cô đi trên vai son, đúng là son là đúng. Ok, chị Đinh Thị Hoa, cảm ơn chị gái. Tàu Anh Qua Núi, ok anh Trịnh Quang nhá. Dạ, Tàu Anh Qua Núi thì nếu anh chị thích quá thì tí chúng em hát cho anh chị nghe, cứ gọi là lần lượt đi. Kiếp Người của chị Vân Trần em cũng rất thích, không những là chị thích đâu mà em cũng thích bài đấy luôn á. Cô Đơn Trên Sofa, và em hứa với các anh chị là bấm cho anh chị nghe là sẽ hát cho anh chị nghe đúng không ạ? Cảm ơn anh Huy Khánh, đúng rồi, cả hai bài thì số mấy thì hát cả hai bài. Nếu mà anh chị vui với chúng em thì có cái điều gì mà không làm được à, anh chị ơi, tư vấn giúp chị Cambody với Băng ơi kìa. À, chị Hiệp Phạm ơi, Cambody hiện tại bên em đang có giá là 350 á chị Hiệp. Chị mua 2 hộp thì sẽ có giá là 490 chị gái nhá. Và nếu mà chị mua 4 thì sẽ có giá là 980 và chị sẽ được tặng thêm một tuýp kem chống nắng nữa. Ok chị gái, chị Hiệp cho em xin số điện thoại của mình nha. Chị Thoa, cái này không những làm da chị trắng lên, không có chất bào mòn làn da chị, không hại da mình, mà mình ra đường mình không sợ trắng, không sợ đen, không sợ đen da, tại vì nó sẽ có thành phần kem chống nắng trong đó rồi. Và nhớ là cái Cambody này chúng ta chỉ thoa từ cổ đi xuống thôi, đừng thoa lên mặt nha chị gái nhá. 350.000 đồng một hộp, như này là 200g, 200g, và khi chúng ta mua 4 hộp 980 thì được tặng thêm một tuýp kem chống nắng miễn phí giao hàng. Còn nếu mà anh chị chúng ta chỉ mua 2 hộp thì sẽ có giá là 490 nhá, miễn phí giao hàng cho mình ạ. Ok, cảm ơn anh Chiến Sơn. Cảm ơn anh chị. Các anh chị có thấy em hợp với phong cách này không? Nếu mà thích thì em mặc phong cách gọi là bánh bèo cho anh chị xem. Bài Chân Tình Nhé Hai Em, nhưng mà chúng em hứa với các anh chị là hát bài Cô Đơn Trên Sofa rồi, thì rất là mong muốn trong khi mà hai em gái hát thì các anh chị muốn để số điện thoại, đặc biệt là kem chống nắng Cheryl Meru, một kem dòng kem chống nắng siêu dưỡng, chống nắng phổ rộng, thì các anh chị để số nhá, 350.000 đồng. Và còn nhiều những cái chương trình đằng sau nữa cơ. Ngày hôm nay thứ hai chúng ta cứ chill với một số bài hát hay đi đã, rồi chúng em sẽ tư vấn cho từng anh chị nào chúng ta có nhu cầu ngày hôm nay. Ok chị Lương Hoa nhé, mời cô chú anh chị. Cho cao bằng sao băng anh chị ạ. Ok em chào chị Lương Hoa nhé, chào anh chị ạ. Chị Hương ơi, cứ để số điện thoại giúp em chị Hương nhé. Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên ly giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vừa dòng dừng như anh đã quên. Đừng tìm đến em gieo tương tư sông lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kêu xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vẫn dù chén khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giàu? Ta nỡ buồn sao? Ta tâm hồn em trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Không biết là anh chị đang ngồi trên sofa nghe tụi em hát phải không ạ? Hay là ngồi trên cái ghế gỗ? Thế nào anh chị? Ok, cảm ơn chị Chân Tình này. Ủa anh chị ơi, cái bình luận đang bị đứng rồi. Anh chị mỗi người một bình luận đi ạ. Có khi lại đang ngồi ghế đá cũng nên. Hai em đang xinh quá. Em cảm ơn chị Thúy Nhi, cảm ơn chị Ngọc Dinh. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em gieo tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa,
để nghe một phút tim em mình đến kỳ lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa, cho em thôi miên man nghĩ suy. Người ơi hãy nói em nghe một lý do đi, vì sao lại để em vương sầu trên khóe mi, vì sao lại biến cô đơn thành dòng tố nỗi buồn sóng vô tâm hồn em cho lên đây trong căn phòng rồi lại rơi xuống trên sofa. Ngỡ nâng lên một chiếc sofa để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa, cho em thôi miệt mài nghĩ suy. Hãy nói em nghe một lý do đi, vì sao lại để em vẫn sống trên khóe mi, vì sao lại biến cô đơn thành dòng tố nỗi buồn sầu vô tâm hồn em cho lênh đênh trong căn phòng rồi lại rơi xuống trên sofa. Ok anh Hậu, ok cảm ơn chị Nhâm. Đang ngồi võng mà, đang ngồi trên giường, ok, ngồi trên ghế bố nữa này. Anh chị đang ngồi lên rất là nhiều cái ghế và anh chị đang nghe bài hát cô đơn trên sofa. Cảm ơn chị. Rèm chín sơn nay không đi chơi trung thu ở nhà nghe hai em hát à. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hình như em nhớ là 10, 14 hoặc là 15 là chúng ta bắt đầu có những cái buổi giao lưu âm nhạc và thi của các đội với nhau ở trong cái ngày trung thu rất là vui. Không biết là ở quê các anh chị có không, chứ quê em là vui lắm. Và em nhật lệ thì vài ngày nữa thôi, em sẽ về đúng vào cái dịp trung thu. Và nếu mà có cái gì hay thì em sẽ like cho các anh chị xem nhá. Tàu Anh Qua Núi Đi Hai Em Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay Đọc Rap Đi. Chị Ruby đã thích đọc rap à chị ơi. Ok bài gì ạ? Nay mặc đồ đẹp thế ta đó xếp khen chúng em kìa. Anh chị khen đi, anh chị khen cho chúng em vui đi. Anh chị bài. Hello chị gái Hồng Đinh, chị Phạm Hương, chị Hoa Quả Vân. Chào anh Trinh nhá. Chào chị Hoa Nguyên. Bài hát tiếp theo là bài hát gì ạ? Cái gì mà chia tay của Cao Thế Sơn là bài đó là gì? Tất cả hoặc là không là gì cả. Đang nằm trên giường xem tụi em muốn lên giường ngủ sớm thế anh trai ơi. Đúng rồi, các anh chị thường thường là buổi tối như thế này là anh chị đang trong cái giờ nghỉ. Và anh chị chọn DC Beauty chúng em là một nơi để các anh chị có thể gọi là mang lại cho mình những cái năng lượng tích cực hơn, đúng không ạ? Cảm ơn chị Hương, cảm ơn tất cả anh chị đang dành cho chúng em những lời khen. Và ngày hôm qua thì em có nhìn thấy hai bài hát nhiều nhất. Đó là bài Anh Trịnh Quang ơi, em đúng cái bài đó rồi, đó là bài Tàu Anh Qua Núi. Và một bài về Lỡ Hẹn Với Dòng Lam. Thì không biết là hiện tại cô chú anh chị ở đây, chúng ta cho chúng em xin xem là bài hát nào hát trước ạ. Nếu mà anh chị mà thích nhiều quá thì hát cả hai. Nhưng mà hiện tại thì em Nhật Lệ muốn hỏi các anh chị nào muốn hát bài nào trước ạ? Dòng Lam hay là Tàu Anh Qua Núi? Bởi vì thường thường thì các cô các chú thì rất là muốn nghe những cái ca khúc về quê hương đất nước. Cho nên là ngày hôm nay thì hai cái bài đó thì hai em gái đều có thể kết hợp được. Thì rất mong muốn cô chú anh chị cho chúng em xin một bài hát nào hát trước nào. Cảm ơn chị Đào Phùng, cảm ơn chị nhiều. Hai em hát cái bài Gọi Chúng Ta Là Gì hả? Anh Lê Mạnh Quyền, ok. Lệ Băng lúc nào cũng đẹp mà. Cảm ơn chị Phạm Hương. Tàu Anh Qua Núi trước à? Ok chị Tô Trâm Tống nha. Tàu Anh Qua Núi trước hả anh chị? Ok, bởi vì em theo dõi bình luận của anh chị thì hôm qua anh chị bình luận rất nhiều. Tiếng đàn ta lư, dòng lam nhiều quá. Vậy thì em nói rồi, nếu mà các anh chị mà cứ bình luận hai cái bài này nhiều, chúng em hát hết cho anh chị luôn. Miễn là anh chị thích là được nha anh chị nhá. Và nhớ ngày hôm nay là các anh chị nào mà theo dõi like của bên em thì nhớ nán lại một chút. Để một lát nữa thôi, chúng em sẽ tư vấn cho các chị những cái sử dòng mỹ phẩm của hãng Chedomeru. Một trong top 3 về thương hiệu về ngành da liễu của châu Á mình. Và em rất mong muốn ngày hôm nay chúng em sẽ có duyên với anh chị, được tư vấn cho các anh chị có một làn da khỏe, một làn da đẹp nha các anh chị đẹp nhá. Ok, cảm ơn cô chú anh chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dòng lam theo yêu cầu của cô chú anh chị. Ok, chị Diễm Châu. Cái bài gì lạ quá anh Trần Kiếm Phổ ơi. Bình luận nhiều lên nào anh chị ơi. Hey. Quê choa hả anh Na ơi. Hoa Cỏ Lau, ok. Tàu Anh Qua Núi tiếp tục đi ạ, nếu mà nhiều thì chúng em hát. Cảm ơn lời khen của chị Dung Võ này, cảm ơn chị gái. Mây chiều bàn lạng soi bóng nữa, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông lá một dài xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thường vương sóng nước,
đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nói, giận hờn chi nữa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, trong lam xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn các chú anh chị. Chống nắng bao nhiêu em ơi? 350.000 đồng một tuyếp chống nắng. Các anh chị chúng ta muốn mua thì chúng ta để số điện thoại giúp chúng em với anh chị ơi. Cảm ơn trai Nguyễn Đăng, cảm ơn Nông Văn Nghiệp nhá. Ok chị Phương Nguyên, dân ca mãi đỉnh. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Hòa, cảm ơn anh Nam, cảm ơn tất cả anh chị đã yêu thích bài hát Lỡ Hẹn với dòng la, một bản phối độc quyền của Duy Trinh nha anh chị. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi nữa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, trong lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên xuôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn cô chú chị Trần Oanh tăng cân ạ. Tăng cân trẻ em là 350.000 đồng á chị nhá, từ 7 tuổi tới 12 tuổi ạ. Còn nếu mà tăng cân người lớn sẽ có giá là 600.000 đồng dành cho lứa tuổi từ 13 tuổi trở lên đấy chị ơi. Wow, hôm nay anh chị khen váy xinh nè, tóc xinh quá trời nhiều rồi. Cảm ơn cô chú anh chị nhé. Cảm ơn chị Lê Hồng Thuyến Nhi. Ok chị Oanh có mộc đá đó chị, em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị Hòe, em chưa về anh chị ơi. Còn live anh chị vài ngày nữa anh chị nhá. Cảm ơn chị Lương Hoa, cảm ơn tất cả anh chị đã dành cho chúng em những lời khen. Và ngày hôm nay ngày đầu tuần thì chúng em cũng biết bài đấy rồi ạ. Cảm ơn chị Hoàng Thị Giang, cảm ơn cô chú anh chị. Ok, và bây giờ thì anh chị ơi, trong lúc mà Sa Băng và Nhật Lệ hát thì anh chị đang ở tỉnh thành nào mà có thấy cái đoàn tàu này đi ngang qua, nhớ vẫy tay chúng ta chào nhau nhá. Ví dụ như anh chị đang ở Sài Gòn thì Sài Gòn xin chào hai em. Ví dụ ở Đồng Nai thì Đồng Nai gửi chào hai em này cái nọ cho nó vui nha anh chị ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi nào anh chị ơi. Bắt đầu từ Sài Gòn đi anh chị nhá. Sài Gòn đâu ạ? Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn, đi từ đây ra. Rồi đi ra Bắc là đi qua tỉnh nào anh chị nhỉ? Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh đâu anh chị? Bình luận thế nào? Ở Mỹ thì sao em? Đi qua Mỹ luôn chị ơi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay,
qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao ngày hôm nay thênh thang con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui. Héo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mấy xưa em cùng lời là yêu nhau. Chúng em xin chào Phú Thọ, Hà Nội, Bình Dương, Điện Biên. Anh chị bình luận nhiều lên ạ. Thái Bình, Nam Định. Bình luận nhiều lên anh chị ơi. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát. Biển quê hương ru em mềm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xoay em cùng lời là yêu nhau. Mây núi em cùng trên. Đó, em thấy có đi ngang qua Sơn La, Quảng Trị, Thái Nguyên rồi. Đi qua Huế rồi nè, đi qua ở đâu ạ? Hải Phòng, Hồng Kông luôn rồi. 82 Thái Nguyên nè, anh chị ơi, 37 Nghệ An đúng không chị? Quảng Trị này, Ninh Bình này, ở đâu nữa? Ok, chị Hiếu Lan có collagen là chị. Hà Nội 29 này, chào anh chị. Hải Phòng 15-16, chào anh nha. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao ngày hôm nay thênh thang con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui. Theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xoay em cùng lội là yêu nhau. Mây núi em cùng che. 74 ở đâu anh chị em chưa biết đây ạ? Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát. Biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi ta cùng lội là yêu nhau. Mây núi em cùng che là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu. Phương, anh Phước Nguyễn giọng hát ok, cảm ơn chị. Ok chị Hòa nhá, em ra Bắc bên chị nha, anh chị nào đón không? Đón em ra Bắc luôn này chị ơi. Em chào chị. Phải đi gửi 4 hộp body cho anh thì bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm cho anh một tuyếp kem chống nắng. Dạ, tuyếp kem chống nắng 350.000 đồng nha anh trai nhá. 4 hộp anh chị ơi, trời ơi mua nhiều dữ vậy anh ơi. Anh cho em xin số điện thoại nha anh Quyết nhá, để số điện thoại cho em đi. Ngọn lửa, Cao Nguyên. Liên Lê ơi, chị đang nhắn tin, không phải để số anh chị ơi. Bò leo rào, ai thích nghe bò leo rào anh chị comment. Có bò leo rào liền. Một ngọn lửa hồng tròn bên ta ha ha ha. Một ngọn lửa hồng sáng rừng già. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi Cao Nguyên, em thương ai, bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ trong ta ha ha ha. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa bồi hồi cháy mãi.
ôi cao nguyên, cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng cháy lên, ôi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngọn lửa. Em trao bầu rượu, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào, còn đàn chim chưa đau bay qua giữa bầu trời, còn dòng sông A Duyên Ba trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn yêu em. Thiên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa thiên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Ôi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngọn lửa. Em cho bầu rượu, em cho lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào, còn đàn chim mất chưa rau bay qua giữa bầu trời, còn dòng sông Ma Duyên Ba trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn yêu em mãi người ơi. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. À, chị gái chị Liên Hoa hay là chị Hoa gì đây là hỏi về collagen hồng và collagen sủi trắng thì có loại nào sẽ tốt hơn. Quan trọng là chị muốn trắng nhanh thì chị dùng collagen sủi trắng nhé. 1,5 triệu một hộp, mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 ạ. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa tiếng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Ê, lên cao nguyên mất rồi anh chị ơi. Dạ cảm ơn chị, anh chào chị Phương, dạ cảm ơn Lê Mạnh Quyền, anh Quyền cũng ở một vùng đất cao nguyên đúng không? Đúng rồi. Buôn Mê Thuật là cao nguyên rồi đúng không? Ok. Kiêu ngạo hồi nào đâu, trắng toàn thân thử em chị Liên Kim mà đúng rồi, nó trắng toàn thân luôn chị gái nhá. Không có thể nào mà uống vào trong người mà nó mỗi cái trắng cái mặt, nó không thể nào, không có thể nào. Giống như là anh chị nói là hồi xưa em lên mạng em coi là được hơi mình hơi mập đúng không, cái mình nhìn mình coi thử những sản phẩm giảm cân, nó uống cái này nó vào anh chị ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi tình em vẫn trao về anh, từ trong tim em vẫn mong chờ rồi mai đây anh sẽ quay trở về. Buổi tối ngày hôm nay đầu tuần rồi, cho phép Sa Băng và Nhật Lệ gửi lời chào đến tất cả các chú anh chị và chúc anh chị có một ngày đầu tuần cũng như là nguyên một tuần phía sau tràn đầy năng lượng và niềm vui hạnh phúc nha. Đúng rồi anh chị ơi, vào live với chúng em cho vui nhá anh chị. Chị Hi Tân ơi, cứ để số điện thoại lại tí xíu, tụi em sẽ tư vấn cho chị gái nha. Giờ chỉ tay nhau đã đến, còi to thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến, chầm chầm khuất xa dần xa, đã đưa anh đi người ơi, để lại con tim đau nhói, lẻ loi bước đi giữa màn đêm, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thân máu, giờ ta biết đi về đâu, nụ hôn trao về anh, từ trong tim em vẫn mong chờ rồi mai đây anh sẽ quay trở về.
đoàn, cảm ơn anh chị nhiều. À, ok chị Hoa Cỏ Vân nhé. Dạ tay chị Hoa Lê rồi anh chị ơi, chị Thanh Hà nữa này. Cho một tràng pháo tay đúng không chị ơi? Hai công chúa xinh quá, cảm ơn chị Thu Trang này. Ok chị Vân Trần, anh Huy Dương, cảm ơn anh chị. Ok chị Bùi Mai, em cảm ơn chị. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi bên trầm trầm khuất xa dần xa. Đã đưa anh đi người ơi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa màn đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi quá thân máu, giờ ta biết đi về đâu. Đủ hôn yêu thương còn ấm môi, mà anh đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về anh. Từ trong tim em vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Thời gian trôi quá thăm máu, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà anh đã ra đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em. Từ trong tim em vẫn mai đây anh sẽ quay trở về. Đó, anh chào chị Lê Thu Hòa, chị Trần Trà Giang Khánh An. Ok chào chị gái nhé. Mộng Hoa Sim hả? Chào chị Hoa Nguyễn. Ok hôm nay có cái váy nó hơi bánh bèo một tí, cảm ơn chị Hải Yến. Chị để tóc ra sau thì nó hơi sexy tí chị ơi. Cảm ơn chị Triệu Thu Hường. Ok anh chị, em chào anh chị ạ. Lên luôn đi chị. Hello chị Thu Trang. Bài hát tiếp theo là bài gì ạ? Cô đơn trên sofa đi em. Ok anh Duy Lê, chị Đặng Lan, còn cô chú anh chị chúng ta yêu thích bài gì nữa anh chị cứ lên comment nhé anh chị nhé. Chào chị Dầu Ngọc. À, đúng rồi anh chị cứ lên cho chúng em xin bài hát đi. Chị Dầu này, chị Đào Phùng này, chị Trần The này, chị Hoa Nguyễn cô gái vót trông này, chị Thúy Thanh, chị Phạm Hương, lên luôn. Đúng rồi anh chị, hôm nay thì thứ mấy nhỉ anh chị? Thứ ba hả anh chị? À thứ hai chứ. Hôm nay mới là ngày đầu tuần, vậy thì tất nhiên là một là chúng em năng lượng với các anh chị đã và cũng muốn anh chị năng lượng và truyền cho chúng em những lượt bình luận. Hôm nay chị Hương bảo là hôm nay có cái váy xinh thế, em cảm ơn chị thỉnh thoảng cho em bánh bèo một tí nha. Hôm nay có một bài hát cũng khá là hay, ví dụ các anh chị đang yêu cầu là bài gì đi ạ, gặp nhau giữa rừng mơ hoặc là luật đời, cô đơn trên sofa, rất nhiều bài hát hay thì anh chị cứ lấy nhạc đi. Chúng em sẽ lựa chọn cho anh chị những bài hát nào mà các anh chị muốn nghe nhất. Và bài luật đời em nghĩ là cũng hình như cũng khá lâu rồi mình không hát. Và cũng có vài các anh chị bình luận mà đôi khi chúng em bị quên, thì tối nay chúng em hát bù cho anh chị vào đầu like để anh chị được nghe nhá. Các anh chị yêu ơi. Bây giờ thì chúng ta cùng đoán thêm sự bài hát. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành lời khen cho hai chị em trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chị Phương Nguyễn nè. Còn cô chú nào anh chị chúng ta thích nghe bài hát gì anh chị cứ mạnh dạn comment lên nhé anh chị nhá. Ok chị Tô Trâm. Cô đi trên vai son, đúng đúng là son là đúng. Ok chị Đinh Thị Hoa, cảm ơn chị gái. Tàu Anh Qua Núi, ok anh Trịnh Quang nhá. Dạ, Tàu Anh Qua Núi thì nếu anh chị thích quá thì tí chúng em hát cho anh chị nghe, cứ gọi là lần lượt đi. Kiếp Người của chị Vân Trần em cũng rất thích, không những là chị thích đâu mà em cũng thích bài đấy luôn á. Cô đơn trên sofa và em hứa với các anh chị là bấm cho anh chị nghe là sẽ hát cho anh chị nghe đúng không ạ? Cảm ơn anh Huy Khánh, đúng rồi. Cả hai bài thì số mấy thì hát cả hai bài. Nếu mà anh chị vui với chúng em thì có cái điều gì mà không làm được à anh chị ơi? Tư vấn giúp chị Kem Body với Băng ơi kìa. À, chị Hiệp Phạm ơi, Kem Body hiện tại bên em đang có giá là 350 á chị Hiệp. Chị mua 2 hộp thì sẽ có giá là 490 chị gái nhá. Và nếu mà chị mua 4 thì sẽ có giá là 980 và chị sẽ được tặng thêm một tuýp kem chống nắng nữa. Ok chị gái, chị Hiệp cho em xin số điện thoại của mình nha. Chị thoa cái này không những làm da chị trắng lên, không có chất bào mòn làn da chị, không hại da mình, mà mình ra đường mình không sợ trắng, không sợ đen, không sợ đen da, tại vì nó sẽ có thành phần kem chống nắng trong đó rồi. Và nhớ là cái Kem Body này chúng ta chỉ thoa từ cổ đi xuống thôi, đừng thoa lên mặt nha chị gái nhá. 350.000 đồng một hộp, như này là 200g 200g, và khi chúng ta mua 4 hộp 980 thì được tặng thêm một tuýp kem chống nắng miễn phí giao hàng. Còn nếu mà anh chị chúng ta chỉ mua 2 hộp thì sẽ có giá là 490 nhá, miễn phí giao hàng cho mình ạ.
Ok, cảm ơn anh Chiến Sơn. Cảm ơn anh chị. Các anh chị có thấy em hợp với phong cách này không? Nếu mà thích thì em mặc phong cách gọi là bánh bèo cho anh chị xem. Bài Chân Tình Nhé Hai Em, nhưng mà chúng em hứa với các anh chị là hát bài Cô Đơn Trên Sofa rồi, thì rất là mong muốn trong khi mà hai em gái hát thì các anh chị muốn để số điện thoại, đặc biệt là kem chống nắng Cherry Meru, một kem dòng kem chống nắng siêu dưỡng, chống nắng phổ rộng, thì các anh chị để số nhá, 350.000 đồng, và còn nhiều những cái chương trình đằng sau nữa cơ. Ngày hôm nay thứ hai chúng ta cứ chill với một số bài hát hay đi đã, rồi chúng em sẽ tư vấn cho từng anh chị nào chúng ta có nhu cầu ngày hôm nay. Ok, chị Lương Hoa nhé, cảm ơn cô chú anh chị. Cho cao bằng sao băng anh chị ạ. Ok, em chào chị Lương Hoa nhé, chào anh chị ạ. Chị Hương ơi, cứ để số điện thoại giúp em chị Hương nhé. Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh. Để cho thành xuân này chợt tắt, trên ly giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ dưng dưng như anh đã quên. Đừng tìm đến em gieo tương tư xông lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kêu xa. Cho em thôi mệt mỏi nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vẫn dù chén quê mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giàu? Đó là buồn sao? Đó tâm hồn em trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Không biết là anh chị đang ngồi trên sofa nghe tụi em hát phải không ạ? Hay là ngồi trên cái ghế gỗ? Ghế nào anh chị? Ok, cảm ơn chị Chân Tình này. Ủa anh chị ơi, cái bình luận đang bị đứng rồi. Anh chị mỗi người một bình luận đi ạ. Có khi lại đang ngồi ghế đá cũng nên. Hai em đã xinh quá. Em cảm ơn chị Thúy Nhi, cảm ơn chị Ngọc Dinh. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em gieo tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa. Cho em thôi miên man nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vươn sầu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành dòng tố nỗi buồn sóng? Vô tâm hồn em trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa. Cho em thôi mệt mỏi nghĩ suy, hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vươn sầu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành gió tố nỗi buồn sao? Vô tâm hồn em cho lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Cảm ơn chị Nhâm. Đang ngồi võng mà, đang ngồi trên giường. Ok, ngồi trên ghế phố nữa này. Anh chị đang ngồi lên rất là nhiều cái ghế. Và anh chị đang nghe bài hát Cô Đơn Trên Sofa. Cảm ơn chị. Rèm Chiến Sơn nay không đi chơi trung thu ở nhà, nghe hai em hát. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.
Hình như em nhớ là 10-14 hoặc là 15 là chúng ta bắt đầu có những cái buổi giao lưu âm nhạc và thi của các đội với nhau ở trong cái ngày trung thu rất là vui. Không biết là ở quê các anh chị có không? Chứ quê em là vui lắm, và em nhật lệ thì vài ngày nữa thôi, em sẽ về đúng vào cái dịp trung thu. Và nếu mà có cái gì hay thì em sẽ like cho các anh chị xem nhá. Tàu Anh Qua Núi Đi Hai Em Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay Đọc Rap Đi. Chị Ruby đã thích đọc rap hả chị ơi? Ok, bài gì ạ? Nay mặc đồ đẹp thế ta đó xếp khen chúng em kìa. Anh chị khen đi, anh chị khen cho chúng em vui đi. Anh chị bài hello chị gái Hồng Đinh, chị Phạm Hương, chị Hoa Quả Vân, chào anh Trinh nhá, chào chị Hoa Nguyên. Bài hát tiếp theo là bài hát gì ạ? Cái gì mà chia tay của Cao Thế Sơn là bài đó là gì? Tất cả hoặc là không là gì cả. Đang nằm trên giường xem tụi em muốn lên giường ngủ sớm thế anh trai ơi. Đúng rồi, các anh chị thường thường là buổi tối như thế này là anh chị đang trong cái giờ nghỉ, và anh chị chọn DC Beauty chúng em là một nơi để các anh chị có thể gọi là mang lại cho mình những cái năng lượng tích cực hơn, đúng không ạ? Cảm ơn chị Hương, cảm ơn tất cả anh chị đang dành cho chúng em những lời khen. Và ngày hôm qua thì em có nhìn thấy hai bài hát nhiều nhất, đó là bài anh Trịnh Quang ơi, em đúng cái bài đó rồi, đó là bài Tàu Anh Có Núi, và một bài về Lỡ Hẹn Với Dòng Lam. Thì không biết là hiện tại cô chú anh chị ở đây, chúng ta cho chúng em xin xem là bài hát nào hát trước ạ. Nếu mà anh chị mà thích nhiều quá thì hát cả hai, nhưng mà hiện tại thì em Nhật Lệ muốn hỏi các anh chị là muốn hát bài nào trước ạ? Dòng Lam hay là Tàu Anh Qua Núi? Bởi vì thường thường thì các cô các chú thì rất là muốn nghe những cái ca khúc về quê hương đất nước, cho nên là ngày hôm nay thì hai cái bài đó thì hai em gái đều có thể kết hợp được. Thì rất mong muốn cô chú anh chị cho chúng em xin một bài hát nào hát trước nào. Cảm ơn chị Đào Phùng, cảm ơn chị nhiều. Hai em hát cái bài Gọi Chúng Ta Là Gì hả? Anh Lê Mạnh Quyền, ok. Lệ Băng lúc nào cũng đẹp, mà cảm ơn chị Phạm Hương. Tàu Anh Qua Núi trước à? Ok, chị Tô Trâm Tống nha. Tàu Anh Qua Núi trước hả anh chị? Ok, bởi vì em theo dõi bình luận của anh chị thì hôm qua anh chị bình luận rất nhiều. Tiếng đàn ta lư, dòng lam nhiều quá. Vậy thì em nói rồi, nếu mà các anh chị mà cứ bình luận hai cái bài này nhiều, chúng em hát hết cho anh chị luôn, miễn là anh chị thích là được nha anh chị nhá. Và nhớ ngày hôm nay là các anh chị nào mà theo dõi like của bên em thì nhớ nán lại một chút, để một lát nữa thôi chúng em sẽ tư vấn cho các chị những cái sử dòng mỹ phẩm của hãng Cheryl, một trong top 3 về thương hiệu về ngành da liễu của châu Á mình. Và em rất mong muốn ngày hôm nay chúng em sẽ có duyên với anh chị, được tư vấn cho các anh chị có một làn da khỏe, một làn da đẹp nha các anh chị đẹp nhá. Ok, cảm ơn cô chú anh chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Dòng Lam theo yêu cầu của cô chú anh chị. Ok, chị Diễm Châu. Cái bài gì lạ quá anh Trần Kiếm Phổ ơi. Bình luận nhiều lên nào anh chị ơi. Hey. Quê choa hả anh Na ơi. Hoa Cỏ Lau, ok. Tàu Anh Qua Núi tiếp tục đi ạ, nếu mà nhiều thì chúng em hát. Cảm ơn lời khen của chị Dung Võ này, cảm ơn chị gái. Mây chiều bàn làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông lá một dài xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nương, đó đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, hồn chi lứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Trong Lam xanh biển đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò xa ngang. Trong Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn các chú anh chị. Chống nắng bao nhiêu em ơi? 350.000 đồng một tuyếp chống nắng. Anh chị chúng ta muốn mua thì chúng ta để số điện thoại giúp chúng em với anh chị ơi. Ok. Cảm ơn trai Nguyễn Đăng. Cảm ơn Nông Văn Nghiệp nhá. Ok, chị Phương Nguyên.
dân ca ngoại đỉnh. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Hòa, cảm ơn anh Nam, cảm ơn tất cả anh chị đã yêu thích bài hát Lỡ Hẹn với dòng la một bản phối độc quyền của Duy Trinh nha anh chị. Xa xa mây phủ non hồng linh, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông. Đến duyên em đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hơn chi đứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, trong lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên xuôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cảm ơn cô chú chị Trần Oanh tăng cân ạ. Tăng cân trẻ em là 350.000 đồng anh chị nhá, từ 7 tuổi tới 12 tuổi ạ. Còn nếu mà tăng cân người lớn sẽ có giá là 600.000 đồng dành cho lứa tuổi từ 13 tuổi trở lên anh chị ơi. Wow, hôm nay anh chị khen váy xinh nè, tóc xinh quá trời nhiều rồi. Cảm ơn cô chú anh chị nhá. Cảm ơn chị Lê Hồng Thuyến Nhi. Ok chị Oanh có mộc đá cho chị, em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị Hòe, à em chưa về anh chị ơi. Còn live anh chị vài ngày nữa anh chị nhá. Cảm ơn chị Lương Hoa, cảm ơn tất cả anh chị đã dành cho chúng em những lời khen. Và ngày hôm nay ngày đầu tuần thì chúng em cũng biết bài đấy rồi ạ. Cảm ơn chị Hoàng Thị Giang, cảm ơn cô chú anh chị. Ok, và bây giờ thì anh chị ơi, trong lúc mà Sao Băng và Nhật Lại hát thì anh chị đang ở tỉnh thành nào mà có thấy cái đoàn tàu này đi ngang qua, nhớ vẫy tay chúng ta chào nhau nhá. Ví dụ như anh chị đang ở Sài Gòn thì Sài Gòn xin chào hai em. Ví dụ ở Đồng Nai thì Đồng Nai gửi chào hai em này cái nọ cho nó vui nha anh chị ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi nào anh chị ơi. Bắt đầu từ Sài Gòn đi anh chị nhá. Sài Gòn đâu ạ? À? Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn, đi từ đây ra. Rồi đi ra Bắc là đi qua tỉnh nào anh chị nhỉ? Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh đâu anh chị? Bình luận đấy nào. Ở Mỹ thì sao em? Đi qua Mỹ luôn chị ơi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao, ngày hôm nay thênh thang con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui. Theo bánh con tàu đi là thương nhau, em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Ngày xưa em cùng lời là yêu nhau. Chúng em xin chào Phú Thọ, Hà Nội, Bình Dương, Điện Biên. Anh chị bình luận nhiều lên ạ. Thái Bình, Nam Định bình luận nhiều lên anh chị ơi. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em mềm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xoay em cùng lời là yêu nhau. Mây núi
đi ngang qua Sơn La, Quảng Trị, Thái Nguyên rồi. Đi qua Huế rồi nè, đi qua ở đâu ạ? À? Hải Phòng, Hồng Kông luôn rồi. 82 Thái Nguyên nè. À, anh chị ơi, 37 Nghệ An đúng không chị? Quảng Trị này, Ninh Bình này. Ở đâu nữa? Ok, chị Hiếu Lan có collagen là chị. Hà Nội 29 này, chào anh chị. Hải Phòng 15, 16, chào anh nha. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mãi suối em cũng lội là yêu nhau. Mãi núi em cũng che. 74 ở đâu anh chị em chưa biết đấy ạ? À? Con tàu Việt Nam đi xuống buôn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mấy suối ta cùng lội là yêu nhau. Mấy núi em cũng che là yêu nhau. Mấy suối em cũng lội là yêu. Chị Phương, anh Phước Nguyễn giọng hát ok, cảm ơn chị. Ok chị Hòa nhá, em ra Bắc với anh chị nha. Anh chị nào đón không? Đón em ra Bắc luôn nè chị ơi. Em chào chị. Phải đi gửi 4 hộp body cho anh thì bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm cho anh một tuýp kem chống nắng. Dạ, tuýp kem chống nắng 350.000 đồng nha anh trai nha. 4 hộp anh chị ơi, trời ơi mua nhiều dữ vậy anh ơi. Anh cho em xin số điện thoại nha, anh Quyết nhá. Để số điện thoại cho em đi. Ngọn lửa, Cao Nguyên. Liên Lê ơi, chị đang nhắn tin, không phải để số anh chị ơi. Bò leo rào, ai thích nghe bò leo rào anh chị comment. Có bò leo rào liền. Một ngọn lửa hồng tròn bên ta ha ha ha. Một ngọn lửa hồng sáng rừng già. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi Cao Nguyên, em thương ai, bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ trong ta ha ha ha. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ôi Cao Nguyên, những chiến sĩ Cao Nguyên bên anh lửa bập bùng. Cháy lên, ôi lửa thiêng. Cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa, em trao bao rượu. Em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy diều đang ngày nào. Còn đàn chim chưa đau bay qua giữa bầu trời. Còn dòng sông Ajin Pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn yêu em mãi người ơi. Lửa thiên Cao Nguyên còn mãi trong ta tình yêu Cao Nguyên. Cháy lên đi lửa thiên Cao Nguyên còn mãi trong ta tình yêu Cao Nguyên. Ôi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em cho bầu rượu, em cho lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào. Còn đàn chim mất chưa rau bay qua giữa bầu trời.
còn dòng sông ma duyên ba trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn yêu em mãi người ơi. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. À, chị gái chị Liên Hoa hay là chị Hoa gì đây là hỏi về collagen hồng và collagen sủi trắng thì có loại nào sẽ tốt hơn? Quan trọng là chị muốn trắng nhanh thì chị dùng collagen sủi trắng nhé. 1,5 triệu một hộp, mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 ạ. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa tiếng cao nguyên. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Lên cao nguyên mất rồi anh chị ơi. Dạ cảm ơn chị. Anh chào chị Phương. Dạ cảm ơn Lê Mạnh Quyền. Anh Quyền cũng ở một vùng đất cao nguyên đúng không? Đúng rồi. Buôn Mê Thuật là cao nguyên rồi đúng không? Ok. Kiêu ngạo hồi nào đâu. Trắng toàn thân thử em. Chị Liên Kim mà đúng rồi, nó trắng toàn thân luôn chị gái nhá. Không có thể nào mà uống vào trong người mà nó mỗi cái trắng cái mặt, không thể nào. Không có thể nào. Giống như là anh chị nói là hồi xưa em lên mạng em coi là được hơi mình hơi mập đúng không? Cái mình nhìn mình coi thử những sản phẩm giảm cân. Nó uống cái này nó... Ngày xưa lại hoài trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chung lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên anh, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Đúng rồi chị Hạnh Nguyễn nhá. Kem mờ thâm đơn tông và kem DD cream anh chị có thể dùng cả ngày cả đêm luôn. Nghe tư vấn mà muốn mua, cảm ơn không trọng bạn nữa. Cảm ơn chị Phương phở bò. Em cũng đỡ rồi đó. Nhưng mà tại vì dùng kháng sinh trong thời gian nó cũng ok cho nên là nó hơi bị ảnh hưởng bao tử tí xíu vài hôm hết à. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên anh, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên anh, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Trong nắng cũ 508 cho 3 tuyết màu cam nhá chị Quê Hương nhá. Còn nếu mà chị mua
một hai tuýp kem chống nắng màu xanh thì sẽ có giá là 500.000 đồng ạ chị gái quê hương ơi. Chị ghé để số điện thoại giúp em nha chị gái yêu ơi. Một tuýp kem chống nắng màu xanh sẽ có giá